Dạ, mình là Đặc Quyến xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn Lời đầu tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay lại tiếp tục đi cài các bạn à, Lao động là vinh quang Rồi phải qua Mỹ phải đi cài chứ, đi cài để kiếm cơm thấy không? Muốn có nhà, có cửa là phải lo đi cài Còn mùa ăn gọi là gì, mấy bạn dư luận viên nó là ăn bám xã hội á cũng tốt thôi Nhưng mà mình có sức khỏe Mình còn sức khỏe mình đi làm các bạn Đi làm nó mới có tương lai Ở đâu cũng vậy à, Và qua Mỹ thì làm nghề gì Để kiếm tiền cho nó ngon Bạn thấy nhiều khi đi học ra Kỹ sư chưa chắc kiếm tiền ngon hơn Những cái nghề mà mình học Gọi là ít ít năm ít tháng các bạn Đó là nghề neo Hầu nghề neo từ làm thợ Tới làm chủ hầu như ai cũng kiếm tiền Ngon hết cho nên nhiều bạn không có làm được gọi là dư luận viên họ tức tại vì họ thấy những cái nghề những cái thợ neo họ họ sang các bạn thấy không họ có nhà sang họ có xe sang và họ ăn mặc sang và ai qua đây cũng đi làm neo và cái ngành neo của ở Mỹ là người Việt Nam này là number one giống như là nhà hàng các bạn nhà hàng thì đó là người Trung Quốc chạy taxi á, là người Châu Phi à, người Somalia người Ethiopia đó là mấy người đó hoặc làm ở ngoài sân bay á ở à, ngoài đó thì là người châu phi họ làm cũng nhiều lắm thì à, có một bài nữa là người việt làm neo ở mỹ ma lực khủng khiếp dính vào thì khó rút chân ra thật sự như thế nào dính vào thì khó rút chân ra đố bạn đọc cái tiêu đề thôi neo thì mình làm cũng nhiều rồi các bạn nhưng mà tại sao mà dính vào thì không rút chân ra được chà lúng lầy hả ta mà tại sao phải rút chân ra <laughs> Lan làm ngon rút chân ra làm gì Mình cùng nhau chia sẻ cái bài này thử các bạn Nha, Dính vào rồi rút chân ra Không được Người làm neo trong cộng đồng người Việt ở Mỹ Có ma lực khủng khiếp Bất kể bạn là cô gái đang thanh xuân Đẹp đẽ hay là người U60 Gối mỗi ta chân dùng Đi làm neo thì khó rút chân ra <laughs> nghề dễ kiếm tiền nhưng bạc bẻo Rồi oh, bạc cái gì bẻo chỗ nào người nhiều bạn bè việt nam sắp sang mỹ định cư thì hỏi làm nghề gì thì nói làm nghề neo à, nghề neo kiếm tiền rất là ngon nghề nào nào cực nhất là nghề neo nghề neo cùng các bạn cường. nghề neo kiếm tiền dễ không được neo nó không có nó neo nó không có dễ đâu Đấy không? Làm á, nó mỗi cổ, mỗi tay, mỗi gáy, trà, chân, làm móng. Nói chung là cái nghề nào nó cũng cực. Nhưng mà nghề neo nó phải, nó tỉ mỉ nữa các bạn. ha Chứ không phải đâu. Thì tùy nào của đó thôi. Nghề nào dễ nổi khùng nhất ở Mỹ. <laughs> nghề <Ngày> neo. <laughs> tại sao? Nghề nào nghề dễ nổi khùng. Ê, vô tranh giành lẫn nhau. <laughs> Nói xấu lẫn nhau thợ với nhau dìm hàng lẫn nhau à, làm đẹp làm xấu vậy đó các bạn dễ nó khùng ngày nào bạc nhất ở mỹ nghề neo luôn hả <laughs> họ tự hỏi rồi tự trả lời luôn theo nhiều nguồn báo chí thì à, người mỹ qua đây người việt nam qua đây là bắt đầu hội nhập làm neo thì là đó là người mỹ dạy các bạn À, trong 40 năm từ 20 người phụ nữ đầu tiên, nghề neo đã trở thành một cái nghề quyền lực của người Việt trên đất Mỹ. Người Việt sở hữu tiệm neo khắp nơi, từ Florida, Houston qua tới Cali. Ok. À, đâu đâu cũng thấy người Việt mở tiệm làm neo, làm thợ Đánh bạc những cái tiệm neo khác bởi vì người Việt Nam mình á là phá giá các bạn cho nên người Mỹ họ không có làm à, thời điểm mà cực thịnh nhất của nghề neo là năm 80 tới trước năm 2008 rồi nhà nhà làm neo người người làm neo làm neo kiếm tiền rất khủng hồi trước mình qua mình nhớ những cái người kể họ làm neo họ đem về cái tiền cả bao bao á các bạn giờ thua ha giờ cũng ok thôi chứ không có thể nào nhưng thời nào thì cái việc đó thôi các bạn qua đây làm neo vẫn kiếm cơm ngon nhưng từ năm 2008 khủng hoảng kinh tế lan rộng nghề neo suy si thối nghề neo chưa bao giờ suy si thối việc làm tiền kiếm tiền trở nên chật vật hơn khi người mỹ cắt giảm ngay lúc này thì có à, nghề neo ngay lúc này thì à, mình nghe nhiều bạn khắp nơi ở nhiều tiểu bang khác các bạn gọi là nó chậm đi ok nhưng mà nó qua đây nó vẫn kiếm tiền ngon mà bây giờ mình kiếm coi tại sao rút chân vô được mà ra không được à mới, mới qua mới qua giờ tôi học thành học làm nail đâu rồi Tiệm tóc với neo những ngày chập chững sang Mỹ định cư, tôi yên tâm đến trường, tìm cho mình cái con chữ. Tôi khẳng định một điều, ở Mỹ không có nghề nào dễ kiếm tiền như neo. À, nếu người mới sang không biết tiếng Anh, tiếng U, phải đi lặt rau, làm cá, chặt thịt trong chợ hay phụ bếp bồi bàn, lương chẳng được bao bao nhiêu, còn cực khổ, kinh hồn, thì xin mấy vô mấy công ty của Mỹ làm lao công, quét dọn, nhặt rác. <laughs> lau nhà vất vả chẳng thua ai. Nó qua đây nó kể những cái khổ dữ người ta làm như ai cũng qua đây đi làm mấy cái nghề này, ấy. rồi hai nghề chân tay nhiều người Việt theo đuổi đó là tóc với neo số phận khác nhau nếu thợ à, tóc thì phải học cả năm trời tốn ngàn giờ, à, nó nó tính bằng tiền nó tính bằng giờ các bạn. Với giá mấy ngàn đô trải qua kỳ thi khó khăn, bằng cấp nghề nail lại dễ dàng hơn cho nên người Việt Nam đi làm nail, nghề tóc là phải tóc là phải design là làm dữ lắm mới kiếm được rồi chứ còn nail thì nó nó ít giờ hơn. Nhiều người quen tiếp xúc à, với tôi dù luôn miệng bảo chán làm cái nghề này lắm, nhưng nail có ma lực khủng khiếp, đã đặt chân vào rồi thì khó mà rút ra, nghề này không được đãi ngộ, phải chiều chuộng bao lượt khách lạ lẫn khách quen. Ngày này hít quá chót độc hại, rồi trong tiệm hay cắn răng nhắm mắt lại sự chèn ép của đồng nghiệp. Bất kể bạn là cô gái hay chàng trai thanh xuân hay trong cô à, gì 60 tuổi, đơn giản số tiền kiếm được mỗi ngày đủ đảm bảo cho cuộc sống. Vẫn chưa bỏ ngày dù rất muốn, cái này mình chia sẻ rất là nhiều nè bỏ bỏ neo đi làm hãng à hoặc là bỏ hãng đi làm neo hả cô bạn tôi hay nhớ cô bạn xinh đẹp thở sinh viên luôn từ chối sự giúp đỡ của gia đình vì ba má còn nuôi mấy em cô xin vào tiệm neo làm kiếm tiền đóng học phí gặp tiệm cũng dễ rảnh lúc nào thì lúc đó làm à thợ nào cũng né làm chân đẩy hết cho cô phải không Trời ơi làm chân nó có tiền dữ lắm á Bạn bảo nhiều bữa về nhà Hai tay mỗi giờ ở đây có Nhưng tô, bưng tô cơm lên Mà nghĩ tới những cái bàn chân to đùng Da dẻ dày cui Mang giày suốt tháng quanh năm Của người Mỹ mà nuốt không nổi miếng ăn Đang khừng khừng ở cuối họng Trời ơi khổ quá ha phải bỏ nghề khi ra trường kiếm việc văn phòng làm thôi đó là ước mơ giản dị nhất của bạn nhưng ông trời vốn chiêu người bạn xin việc khắp nơi được nhận rồi nhưng hễ nghe tới lương là rút <laughs> đó lương đâu bằng lương neo đâu có lần cô xin có một à, công ty bảo hiểm gì giờ có gì 20 đô hả à? trời ơi tội quá đó các bạn thì à, nói chung á à, mình mình bàn chút xíu ra à đi vô làm neo thì á, lương nó khá hơn là mở hãng học ra rồi á, chưa chắc đó. bạn thấy không nghe neo trời ơi, tháng kiếm năm mười ngàn đô nói mười ngàn đô đó là thợ giỏi mà kiếm mà xương xương đó là năm ngàn đô các bạn cho nên á, cái cuộc sống của người ta nó, nó sướng lắm nhưng rồi á, bước chân vô rồi á, rút ra không được á, thì mình nói là đó là mấy anh ha mình chia sẻ hoài luôn rồi khi mà mấy anh làm neo á mà tới cái tuổi già già rồi á u 60 các bạn bắt đầu á gối mỗi gối mỗi chân dùng này, nó ghi đúng luôn á Mắt mờ không có làm được tốt sơn móng tay móng chân á thì á, nó, nó nó cái cái da cái của đây á, nó cách xa ra cả thước vậy nè rồi bị khách phàn nàn bị đồng nghiệp chế giễu người ta nói rồi đồng nghiệp là đồng nghiệp là mấy đứa trẻ đó à, thì ai cũng phải già thôi nhưng mà nó chế diễu rồi suy nghĩ hoài muốn bước chân ra nhưng mà đi làm hãng giờ có 15 17 đô à mà nếu mà nằm neo thì tính cũng phải 30 35 40 đô vậy các bạn nếu mình tính theo cái kiểu đó cho nên họ khó mà rút chân ra được rồi có nhiều người rút chân ra được người ta quyết định rút ra đi làm hãng nhưng có nhiều người vẫn không rút ra được Tại vì họ không thể Đang làm 30 đô và bạn xuống 15 đô thì sao bạn làm Bạn đang làm với cái việc nêu bạn quen cái việc đó từ xưa tới giờ Đi làm hãng nó khác hoàn toàn một thế giới khác Thì làm sao bạn làm Cho nên họ khó lắm bạn Thì họ cầm cự cầm cự hoài Mấy chị đi làm nail thì mình nghĩ còn ok Tại vì mấy chị Có sức bền hơn Còn mấy ông là cái sức mạnh hay sức bệnh không có. Đến cái tuổi 50 rồi, 60 rồi. Thì nếu được làm chủ các bạn. Rồi làm cái gì sơ sơ để cho khách thợ nó làm. Còn không là mình đi làm đến đến cái giờ đó là nó cực lắm. Mình nói hoài luôn. Mấy anh nghe thử coi. Lúc mà mình còn trai trẻ, mình còn khỏe. Mình còn trung niên, mà mình còn khỏe khoắn. Thì nhiều người họ không có nghĩ tới lúc mà họ thấy được đến lúc họ già họ nhảy không kịp. Thôi các bạn. Thì à, qua tới Mỹ rồi không có tay nghề thì đi làm neo, neo là neo thì cũng là một cái nghề cũng phải học mới làm ra được. Thì cái nghề đó nó dễ dàng hơn. Hồi xưa đi học neo cái thời của mình á, những cái người mà đi học neo á là rất là cực. Học neo đó nó chưa có trường, trường của Việt Nam các bạn, phải vô technical college nó học học á, là thi đúng học của mỹ thi đúng của mỹ nó rất là khó cho nên hồi xưa đó gọi là người ta, người ta tôn trọng cái bằng của người ta rất là cao còn thời nay á qua đó là người việt nam mở trường nó nhiều quá rồi cho nên vô á, nó dễ lấy cái bằng nó không có khó hồi xưa đó người ta thi á, rớt lên rớt xuống rất nhiều nhưng mà thời nay á, thì nó đậu rất là dễ rồi khi mà cái gì nó dễ quá thì mình coi thường nó các bạn cho nên á, nó 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 lộn bần hết đó. đó nhưng mà nó đi nó lại qua Mỹ kiếm cái nghề nào thì chỉ có nghề neo thôi đúng không cho dù nhiều người họ rất là chảnh ơi trời, nghề neo bèo nhưng mà cuối cùng thì qua đây khi mà họ phát hiện ra ai cũng giống ai á thì họ bắt đầu họ đi làm neo đó đó bạn thì làm neo mới là gọi là cứu cánh làm neo mới gửi tiền về cho việt nam được đó làm neo mới gửi về cho con cho cháu đó, làm neo mới đóng tiền học cho con ở đây con cái của những người làm neo là những người thành tài rồi những cái dư luận viên đó thì nó nhìn vào nó thấy những cái bạn mà chia sẻ khổ cực quá ờ qua đây cào móng thúi Cào móng thúi là những cái đứa dư luận viên đó nó, nó, những cái câu đó nó đặt ra, phải không? Giống như là những cái cái câu thấp kém lắm đó đi qua Mỹ đi ăn chực dạng vậy, ý vậy rồi các bạn. Thì nói ở bên Mỹ nó đâu có móng thúi nó mà cào, thấy không? Ở, ở Việt Nam xình lầy không nước ống cống xịt lên. Chính bản thân nó đó lấy cái móng thúi của nó ra nó mới nói cho những cái người bên đây thì nói 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 các bạn cái nghề nào nó cũng cực đi làm là cực ok mỗi nghề nó có mỗi cái cực khác nha đó cứ nói đi làm neo hết quá chất nhưng mà mấy chục năm nay mình ở mỹ rồi. mình có nghe người nào về mà bị chết vì quá chất của hen neo ở mỹ các bạn thấy không? cái quá chất đó là mỹ nó control rất là kỹ nếu mà để cho cái những cái người thợ họ những cái đó là đó là dân mỹ mà dân mỹ mà nó bị bệnh đó, là một gánh nặng của đất nước mỹ làm gì nó cho các bạn thì mình cứ nghe đồn đón đồn đón là hít quá chót hít quá chót thôi nhưng mà bạn thấy cái tiệm neo á tiệm nào nó cũng có cái máy hút ra ngoài hết á. và nó phải đúng chứ còn mà nếu mà hít quá chót á là mỹ nó không cho làm ừ. ở việt nam mình á mới là ăn quá chót á mà mà hàng ngày luôn á mà không ai không ai lên tiếng không ai làm cách nào hết á cho nên cứ qua đây á là à, hít quá chất làm neo đối diện với quá chất nè nồi kia có mình thấy có nhưng mà mình vô mấy tìm neo rồi thấy, mình thấy nó rất là sạch sẽ cái mùi của nó nó là hầu như là, là nó cái máy mà nó tốt anh hút ra hết không có nghe gì luôn các bạn có mấy chục năm rồi có ai bị gì đâu đòn là đốt thừa thôi cho nên à, qua đây là đi kiếm ngày neo mà là đó giống như hôm bữa mình có phỏng vấn một bạn mà lúc mà nghe đầu tiên qua đã đi làm neo rồi cái nơi em có nghe là nó qua đây cào móng thúi không cho nên em ước mơ qua đây được cào móng thúi đó. đúng đó bán <laughs> trời ơi đi qua đây cào móng thúi là sự ước mơ đó cào xong rồi là có nhà có xe ngon lành nhưng mà cái thời gian thì nó cũng phải là mười mấy tiếng các bạn mình nghĩ ít nhất là cũng phải là mười tiếng trở lên ha còn làm hãng thì làm hãng thì nếu mà không có tay nghề thì lương nó không có bằng neo nhưng nói đi nói lại mình nhắc đó, mình nói mấy anh Nhìn lại mình ai cũng phải già Lúc mà mình đó Mình còn trụ được hay không Trong hãng mình đó rồi qua tới Mỹ còn trẻ Làm một thời gian rồi Làm chủ có Làm thợ có Rốt cuộc cũng phải bỏ đó, các bạn Nó cắn rắn dữ lắm Trời ơi Rồi đi vô làm Làm tầm bậy tầm bạ Trong hãng mình đó Rồi giờ cũng ổn Không sao Cho nên nó các bạn Nó cái gì nó cũng có cái giá của nó đi làm hãng á, thì nó có cái quyền lợi có benefit còn đi đường làm neo á, thì làm ngày nào ăn ngày đó cho nên nhiều khi mình thấy việc kiểu thất bại nó ở mỹ á, mà bệnh không dám nghĩ là họ họ nói về cái neo chứ còn mà nếu mà bạn đi làm hãng thì bạn có à, tùy hãng thấy không bạn có ngày nghỉ bạn có bốn tuần phép bạn có ngày bệnh bạn có ngày gọi là sức đê đó rồi bạn có ngày personal day bạn có nói chung là đi làm hãng thì nếu mà mình không có tay nghề thì lương nó thấp nhưng mà mình cũng có cái quyền lợi đó là tùy mỗi người các bạn nó có 401 k nó có chứng khoán còn đi làm nail thì nó không có thì nếu mà nó tính tới tính lui cộng tới cộng lui thì mình thích làm nghề gì thôi có nhiều người thì ta thích làm đẹp thì người ta làm neo chứ không phải là qua tới mỹ rồi bắt buộc đi làm nail như con lý mặt sầu họ lê nó nói anh không muốn làm neo thì anh làm nghề khác ở mỹ là biết bao nhiêu cái nghề khác để mình làm mình có chịu mình có học được hay không còn những người qua đây người ta lớn rồi 35, 40 tuổi rồi 50, 60 rồi Học cái gì nữa Thì người ta đi làm neo thôi Thì neo nó nhiều tiền đó Mà nhiều rồi đó, vướng vào rồi Mà đến cái lúc mà mình làm không được nữa đó Mình rút ra thì nó cũng khó Đương nhiên rồi đang làm 50 đô một giờ thí dụ vậy các bạn cái tự nhiên xuống còn có 20 đô ai muốn nhưng mà cái tình thế là bắt mình phải vậy thôi à đó cho nên mình phải biết cái điểm dừng giống như nói ờ tôi bao nhiêu tuổi tôi về hưu hay không chứ đâu phải mà mình làm hoài làm hoài đâu làm bao nhiêu tuổi thì mình về hưu và về hưu thì mình có bao nhiêu tiền thì mình phải chuẩn bị trước cái này thì ở trong nước là nhiều bạn nó bạn bè mình cũng vậy nói tới hưu nó nó, nó sao vời các bạn thì những cái người làm neo á, họ cũng nhiều khi họ cũng không có suy nghĩ tới khi mà họ về hưu họ có cái gì còn làm hãng thì nó giải thích cho mình và nó lo cho mình cái vấn đề đó khi mà mình về hưu mình có được bao nhiêu tiền còn làm neo thì mình phải để dành tiền thôi hoặc là mình phải chơi cổ phiếu ở phía ngoài mình đầu tư nếu mình có tiền thì mình mua nhà mua cửa mua thêm cổ phiếu ở ngoài còn có nhiều người thì không mua nha tại vì họ cũng có một số họ không hiểu các bạn thì họ cứ xài 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 đến khi mà họ già nua thì họ không còn gì đó là những bạn thấy nhiều cái người mà đi về việt nam đó u 60 đi việt nam anh nói mấy ông không à họ tưởng họ còn bảnh nhưng mà họ về việt nam họ chơi gái gú rồi cặp rồi tùm lum lá bển qua tới bên đây nè một chiếc xe họ không có đi nhà họ không có ở mà họ ở mỹ mấy chục năm trời về Việt Nam là ta đây là bảnh nhưng mà khi mà qua tới bên đây rồi làm hết tiệm này đến tiệm kia hỏi bạn ra một năm bạn viện là hai lần rồi bạn nghỉ dài ba tháng tiệm nào họ mướn bạn rồi qua đây làm tùm lum tà la mượn tiền bú xua thì những cái người đó đó là những cái người ngông ngông nghênh nghênh u 60 mà còn vậy đó họ không có hiểu là tương lai của họ sẽ ra sao luôn á thì, thì thôi tới đâu tới ở mỹ nó cũng đỡ hơn việt nam các bạn bắt quá rồi, tới già không có tiền hưu ăn tiền già thôi cũng không okay. kế nhưng mà có ai muốn hay không cái tiền già của chính phủ thì nó cũng có giới hạn thôi còn cái tiền của mình làm ra mấy chục năm mình để dành á để dành cái vô cái hưu cái quỹ hưu này kia thì mình mới có tiền rủng rỉnh mình xây mình ăn mình chơi mình đi chỗ này chỗ kia thì họ nói thôi còn sức khỏe cứ đi ăn cứ chơi đi để đến khi mà già thì ăn tiền chính phủ cũng có luôn ok không có sao hết á ở mỹ thì được lợi thế như vậy à, việt nam mấy dư luận viên nó kêu là ăn bám chính phủ đó đồ ăn bám tố các bạn bám chính phủ đâu sao ok đó là cái sự nhân đạo phục vụ người dân của đất nước mỹ này mình làm cách nào mà mình có ở việt nam để mình đi ăn bám chính phủ thời không có đâu nó không có cho ăn đâu đó thì qua đây lay quay lay quay làm neo hay làm hãng làm hãng hay làm neo cứ lay quay lay quay vậy các bạn ha thì ăn thua mình thôi có nhiều người đó là họ không thích làm nail có nhiều người là họ rất thích làm phục vụ cái ngành đẹp thì đương nhiên người nail là phải vô phải sạch sẽ phải thơm tho như mình qua đây là mình nói là mình không có làm nail không cách nào mình nghĩ vậy chứ mà nếu làm nail thì cũng được thôi ok mà nếu mà mới qua mà học nail tới giờ á thì giờ tay nghề chắc cũng dữ à, à múa vũa hoặc là ăn chơi xa đỏ rồi hoặc là chủ tiệm mấy chủ rồi mấy mấy tiệm rồi các bạn Nà, cho nên không biết nhưng, nhiều xung quanh thì đâu phải dễ ok thôi đi làm hãng Nà, thì hồi xưa giờ đi làm hãng các bạn hãng thì nó có cái quyền lợi của cái hãng ha thì nếu mà mình có có tay nghề đó, thì nó đỡ còn không có tay nghề thì nó vẫn khổ ở đâu cũng vậy ở việt nam cũng vậy thôi có tay nghề nó cũng đỡ hơn các bạn không có tay nghề nó khổ cho nên qua đến bên mỹ kiếm cho mình cái nghề thì nó nó đỡ nó đỡ cái sức khỏe của mình nữa <laughs> không còn Nga mà không có gọi là thọ đụng đó, đụng đâu làm đó, đó. việt kiều thất bại nó chia sẻ rất là nhiều mình chưa thấy một cái việt kiều mà mình gọi là thất bại mà họ có tay nghề mà họ nói ở mỹ nó khổ ok những cái tên đó mà bạn thấy nó về nó đốt bách bò đó những cái tên nó rất là láo liếu nó nó có tay nghề đó rồi nó sao nó cũng chạy qua Mỹ, nó cũng phải làm việc ở Mỹ. Những cái tên mà thất bại mà nó đang nói ra rã, nó không có nào có tới nghệ Mỹ hết á. Đó. thôi, mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô, chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn thích cho mình xin một like, một share, một đăng ký. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.